Thưa quý vị, trong ngày hôm nay đó thì là ngày mùng 3 Tết, như quý vị thấy đó, ngoài những người mẫu của hội nhiếp ảnh Việt Mỹ trong những cái trang phục áo dài truyền thống Việt Nam rất là đẹp, thì chúng tôi thấy là hầu hết quý bà quý cô đi chùa trong ngày Tết hôm nay thì phải nói rằng là đều mặc áo dài đủ màu sắc hết. Mà nhờ những cái cảnh được dựng lên bởi hội nhiếp ảnh Việt Mỹ, thành ra quý bà quý cô lại có dịp chụp ảnh với những cái mẫu ở đây, ví dụ như ông đồ nè, chạy chiếu ngồi bên dưới cũng có dịp để các cô đến chụp ảnh nè, rồi đặc biệt là các cô thích nhất là cái xe Vespa ở đằng kia, một cái xe Vespa cũ được đưa đến đây để mà các cô tạo dáng chụp ảnh nhớ lại cái cảnh của ngày Tết ngày xuân của Sài Gòn xưa. Mé bên đây thì chúng tôi thấy rằng là trước tượng Phật Di Lặc cũng rất là nhiều quý vị đến đây lại Phật trong những cái trang phục áo dài truyền thống rất là đẹp nè. Mé bên đây nữa, kể cả các em trẻ, thưa quý vị, cũng thấy các em là em trai thì cũng mặc áo quốc phục Việt Nam, các bạn em gái đó thì là mặc áo dài. Chỉ có những cái ngày xuân ngày Tết thì thưa quý vị chúng ta mới thấy nhiều người Việt Nam đi chùa, đặc biệt ở các chùa mặc quốc phục Việt Nam, áo dài đủ màu sắc rất là đẹp. Thì nhìn cái cảnh này thì biết chắc chắn rằng mùa xuân đang về, mặc dù là dịch Covid vẫn diễn ra phải nói rất là phức tạp tại miền Nam California, nhưng mà ngày hôm nay là một ngày nắng ấm, một ngày chủ nhật tuyệt vời để mọi người đến chùa Điêu Ngự tại thành phố Westminster đón xuân, mừng xuân mới, cũng như là ghi lại những cái bức ảnh rất là đẹp của một cái ngày mùa xuân năm 2021 với nhiều hy vọng sẽ phát triển và cũng như là cái mong ước của mọi người đó là đẩy lùi đại dịch. Thưa quý vị, trong cái ngày mùng 3 Tết hôm nay tại sân chùa Điêu Ngự thì chúng tôi gặp tất cả các anh em trong hội nhiếp ảnh Việt Mỹ do cái chương trình được ngày hôm nay tổ chức, đó là chương trình nhiếp ảnh mùa xuân. Và bên cạnh Phạm Khanh đó là anh Thiên Sơn. Anh cho biết về cái chương trình nhiếp ảnh mùa xuân này như thế nào thưa anh? Kính chào anh Phạm Khanh. Trước hết cho Thiên Sơn gửi lời thân chúc đến tất cả những anh em thân hữu bằng ảnh và tất cả những cô hoa hậu model, người đẹp duyên dáng của hội nhiếp ảnh Việt Mỹ cùng với tất cả những người đi lễ chùa ngày hôm nay, niềm hy vọng trong năm tới và có những cái ngày rất là bình an trong cuộc sống, tại vì cái mùa Covid này rất là nguy hiểm cho cả toàn thế giới. Thì như anh được biết, sinh hoạt của nhiếp ảnh là mỗi năm Thiên Sơn đều đến tổ chức tại sân chùa Điêu Ngự để cho tất cả những anh cầm máy có điều kiện ghi lại những hình ảnh tốt đẹp nhất của quê hương mình trong những cái ngày xa xứ. Riêng đặc biệt năm nay, trong cái tình hình rất là khó khăn về cái cô model Covid nguy hiểm quá, cho nên Thiên Sơn không có tổ chức rầm rộ như những năm kia. Tuy nhiên, vì vấn đề mà những cái ngày đầu xuân thì anh em cũng quyến luyến với nhau để gặp nhau, thành ra Thiên Sơn mới tổ chức gói ghém một số anh em đây cũng khoảng trên dưới 100 người cùng với ba người mẫu thiện nguyện, đó là cô hoa hậu sinh ra Thảo Nguyễn, cô Tessa Din đây, và cái cô Jen là cái cô nhiếp ảnh, vừa là nhiếp ảnh mà vừa là người mẫu trẻ nhất của hội Thiên Sơn, và những cái người mẫu đứng xung quanh cũng là được tham gia trong cái cuộc chụp ảnh ngày hôm nay. Thì tuyệt vời quá thưa quý vị. Chúng tôi được biết đó là phải nói rằng để có được cái buổi nhiếp ảnh ngày hôm nay thì hội nhiếp ảnh cũng phải là rất là vất vả, dự định tổ chức rồi phải ngưng vì vấn đề Covid-19, rồi có những cái điểm phải nói là khó khăn nữa. Hàng năm thì chúng tôi thấy là số lượng các anh em nhiếp ảnh đông hơn, nhưng mà năm nay đó thì chúng tôi thấy có vẻ vắng hơn. Anh Sơn có thể cho biết luôn cái lý do và cũng như là những cái chương trình sắp tới của hội trong cái mùa nhiếp ảnh này. Thưa với anh Phạm Khanh và thưa với tất cả quý vị, là hôm nay hội nhiếp ảnh Việt Mỹ không chủ trương tổ chức lớn rùng rợn như mọi năm, tại vì cái vấn đề rất là khó khăn và nguy hiểm trong vấn đề bệnh dịch. Cho nên ngày hôm nay quý vị thấy xung quanh đây có một số anh em thiện nguyện đã đến đây và Thiên Sơn thông báo rất là nhanh trong vòng 2 ngày để tổ chức ngày hôm nay, thì anh em cũng nao nức để ghi lại những ảnh, là tại vì Thiên Sơn có dàn dựng được 2 chiếc Vespa cũ kỹ của Sài Gòn năm xưa đã do anh Vũ Nguyễn cung cấp. Một chiếc Vespa màu trắng đã đứng sau lưng của background và chiếc Vespa màu xanh đằng kia. Thì ý Thiên Sơn muốn đó là mình muốn xây dựng lại một cái con đường nhỏ của Sài Gòn năm xưa trong những ngày xuân. Thì chùa Điêu Ngự đã làm được cái việc đó, cho nên Thiên Sơn đã nhờ anh Vũ Nguyễn mang chiếc Vespa đến đây cùng với người mẫu. Thì chúng ta có thể mỗi một cái người nhiếp ảnh họ có những góc nhìn khác nhau, thì họ có thể lấy lại những hình ảnh tốt đẹp và ghi nhận hình ảnh tựa như Sài Gòn năm xưa
thì đó là một cái điều nguyện ước nhất của Hội Nhiếp ảnh Việt Mỹ, tại vì Hội Nhiếp ảnh Việt Mỹ lúc nào cũng luôn luôn cũng muốn ghi nhận lại những hình tốt đẹp của quê nhà trong những ngày đầu xuân. Thì hôm nay là cái ngày mà rất là quan trọng cho cái ngày đầu xuân, thì thường thường Thiên Sơn tổ chức có nhiếp ảnh gia lão thành Thái Đắc Nhã đến đây để chúc Tết với anh em cầm máy và thầy cha già nhiếp ảnh là giáo sư Lê Văn Khoa. Thì ông đã trên 86 tuổi và ông xin được phép không đến là vì cái bệnh dịch. Cái thứ hai nữa, anh Nhã cũng là một cái người là trời cầm máy rất là lâu, 70 mấy tuổi rồi, thì anh cũng sợ bệnh dịch cho nên anh nói anh xóa đèn không đến. Thì cái người mà đại diện cho cái Hội Nhiếp ảnh và thân thiết nhất cái Thiên Sơn trong 10 năm qua đã sinh hoạt, đó là bác sĩ Thái Minh Trung. Xin mời bác sĩ Thái Minh Trung lại có đôi lời với lại những anh em cầm máy và những cái thân hữu về bằng ảnh. Đây là bác sĩ Thái Minh Trung. Ngoài cái nghề bác sĩ ra thì Thái Minh Trung là cái người đã chơi nhiếp ảnh rất là lâu, và Thiên Sơn có điều kiện sinh hoạt với bác sĩ Trung trong ngành nhiếp ảnh đã 10 năm nay. Lúc nào anh cũng đến và support cho Thiên Sơn trong nhiều vấn đề về nhiếp ảnh. Xin mời bác sĩ Thái Minh Trung. Chúng tôi xin chuyển lời cảm ơn quý khán thính giả đài Little Sài Gòn TV. Hôm nay là một ngày rất là vui, tại vì và rất là đặc biệt nữa, tại vì đang ngay cái mùa dịch Covid mà quý anh chị em đã đến chùa chung vui và để tổ chức một cái ngày lễ hội Tết như vậy là rất là quý báu. Và chúng tôi rất là vui khi mà thấy hàng năm chùa đều tổ chức những cái buổi có tinh thần dân tộc rất là cao, để cho những thế hệ sau này hiểu biết một chút về quê hương Việt Nam và những cái ngày Tết nó như thế nào. Thưa quý vị, đây là ba người mẫu chính trong cái chương trình nhiếp ảnh ngày hôm nay của Hội Nhiếp ảnh Việt Mỹ. Theresa, Thảo Nguyễn, Theresa và cũng như là Jen. Đó, ba người mẫu. Bây giờ thì đầu tiên hết là Thảo. Có thể là cho biết là một bài suy nghĩ của em khi mà em làm mẫu cho các nhiếp ảnh gia của Hội Nhiếp ảnh Việt Mỹ trong cái ngày xuân hôm nay. Dạ. Cynthia, xin kính chào quý vị. Trong mùa dịch thì Cynthia cũng rất là ngại đến chỗ đông người, nhưng hôm nay Cynthia quyết định đến đây tham dự buổi chụp ảnh tại chùa Điệu Ngự hôm nay để có cái không khí Tết, ngày Tết. Cynthia cũng muốn giúp cho những các bác, các chú nhiếp ảnh gia có những cái tác phẩm thật là đẹp cho ngày xuân. Theresa xin kính chào quý vị. Giống như Cynthia nói, thật sự Theresa cũng ngại lắm, nhưng mà cảm thấy là một vinh hạnh là được anh Thiên Sơn mời để làm mẫu hôm nay, thì Theresa cũng ráng đến. Nhân tiện đây thì Theresa cũng xin mượn cơ hội này để chúc đến tất cả quý vị trong Hội Nhiếp ảnh một năm mới an vui, hạnh phúc, và cũng như là quý vị đang xem đài ở nhà, năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, và nhất là được dồi dào sức khỏe. Năm nay em rất là vinh dự vì là lần đầu tiên em được tham gia vào Hội Nhiếp ảnh như một người mẫu. Thì cũng nhân dịp này em xin chúc quý vị khán giả thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong năm mới và nhiều thành công. Xin cũng chúc năm mới Tân Sửu, chúc mọi người được nhiều sức khỏe, vui vẻ, mọi sự được tốt đẹp và kiết tường may mắn.